chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ nha các bạn. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video clip này cho bạn bè cùng xem. Rất mong các bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh mình. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin phép các bạn hôm nay mình chia sẻ với các bạn là những người mới làm YouTuber hoặc là những cái kênh mới vừa thành lập đó các bạn. Thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình khi mình làm cái kênh, mình có những cái kinh nghiệm nho nhỏ trong cái việc mà làm YouTube hoặc là chăm chút cho cái kênh mình được hoàn thiện hơn. Thì hôm nay á, mình chia sẻ với các bạn là hôm nay mình sẽ tạo được cái URL. Như vậy cái URL có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là cái địa chỉ của cái kênh đó. Các bạn quan sát thấy nè các bạn, hiện tại cái kênh của mình là cái kênh này nha. Bây giờ các bạn quan sát thấy cái địa chỉ nè các bạn. Cái địa chỉ của cái kênh mình nó dài nè. Và youtube.com rồi xuyệt channel rồi xuyệt cái gì chữ gì quá trời quá đất luôn. Đó, thì cái kênh của mình là cái địa chỉ nó dài như thế này nè các bạn. Bây giờ cái URL có nghĩa là nó rút ngắn lại cái địa chỉ của cái kênh mình để cho mọi người tìm kiếm cho nó dễ. Và đồng thời là nó xuất hiện ở đây nó không có dài như vậy các bạn, nó sẽ ngắn lại. Như vậy cái điều kiện mà để có URL điều kiện như thế nào? Rồi mình chia sẻ cho các bạn ở đây nha. Đây là điều kiện nhận URL tùy chỉnh. Có nghĩa là các bạn có điều kiện là từ 100 người đăng ký trở lên. Thứ hai là đã tồn tại được ít nhất 30 ngày. Thứ ba là đã tải ảnh biểu tượng lên kênh. Và thứ tư là đã tải hình ảnh lên kênh. Thì bốn cái điều kiện này chúng ta phải đáp ứng được. Thì lúc đó là bên YouTube nó tự động gửi cho mình, mình có cái thông báo là bạn đã đủ điều kiện tạo URL rồi. Một tí xíu mình vô các bạn xem là cái người ta thông báo như thế nào. Còn bây giờ trước mắt là cái điều kiện của mình đây nè, mình đạt được bốn cái điều kiện này thì mình mới được cái gửi thông báo là đủ điều kiện để tạo URL cho các bạn. Rồi bây giờ mình quay trở lại kênh nè các bạn ơi. Các bạn quan sát thấy thứ nhất là cái kênh của mình cũng mới thành lập đây nha các bạn. Mình chia sẻ cái gì mà mình đi qua rồi, đôi khi là mình tạo URL rồi mình không có quay lại được, cho nên là mình ghi lại giống như là một cái nhật ký hàng ngày của mình. Khi mình làm kênh tới đâu gì đó, mình có những cái kỹ thuật nhỏ nhỏ gì hoặc là mình chia sẻ cái gì trong cái kênh của mình. Thì ở đây mình nói là mình xin phép các bạn mình chia sẻ với tất cả những bạn mà mới làm kênh giống như mình. Còn tất cả anh chị những cái kênh lớn thì người ta đã đi qua từ lâu rồi, người ta không có quay lại cái phần này để người ta làm ha. Người ta đã kiếm được tiền rồi và phải nói là cái kênh của họ là đăng ký hàng triệu người. Mình chia sẻ cho tất cả các bạn YouTuber mới là giống như mình thôi. Có nghĩa là mình ghi lại những cái dấu ấn từng ngày và mình chăm chút cái kênh mình như thế nào, mình chia sẻ cho các bạn biết. Đây là cái số lượng mà đăng ký là mình đủ điều kiện này ha các bạn. Rồi ở đây mình tải ảnh của kênh mình cũng đủ điều kiện luôn. Nói chung là tất cả mình đủ điều kiện rồi. Bây giờ mời các bạn kiểm tra ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái kênh mình có đủ điều kiện chưa nha các bạn. Ở đây là những cái điều kiện mà mình đọc theo của YouTube là mình đã đạt rồi. Nhưng mà mình kiểm tra lại coi bên YouTube có gửi cái thông báo cho mình hay không. Các bạn nhấn vô cái biểu tượng kênh của mình ha, hình đại diện này, các bạn bấm vào đây ha. Các bạn bấm xuống là phần cài đặt nè. Nếu mà tiếng Anh thì nó bằng setting ha các bạn. Bấm vô đây. Cái này cực kỳ đơn giản nha các bạn ơi, không có mất thời gian nhiều. Rồi bây giờ các bạn vào đây, các bạn thấy là cài đặt nâng cao. Các bạn bấm vào cài đặt nâng cao ha, cái hàng cuối cùng đó. Rồi ở đây ID người dùng gì đó các bạn không cần quan tâm tới này ha. Bây giờ mình quan tâm tới URL tùy chỉnh. Chỗ này nè, bạn đủ điều kiện sử dụng URL. URL tùy chỉnh ở đây cái dòng màu xanh nè các bạn, cái chữ màu xanh nè, bạn đủ điều kiện sử dụng URL tùy chỉnh, hãy lấy URL đó tại đây đó. Bây giờ người ta cho mình rồi, người ta đồng ý cho mình rồi, và đồng thời dưới này là gì đây, di chuyển kênh đó. Mà mấy cái này mà đừng có di chuyển kênh, mình để yên đi ha, mình chỉ làm cái kênh đó thôi. Rồi các bạn bấm vào tại đây nha. Còn cái này muốn tìm hiểu thêm á, mình coi URL như thế nào. Nãy mình nói là URL là lấy cái địa chỉ của kênh mình rút ngắn lại và đơn giản ngắn gọn lại để cho mọi người tìm kiếm cho dễ, hoặc là gõ vào cái địa chỉ kênh của mình á thì nó tìm kiếm nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi sau đó chúng ta bấm vào đây ha.
Bây giờ bấm vào đây thì nó tự động nó xuất hiện ra nhận URL tùy chỉnh nha các bạn. Dưới đây là cách bạn xuất hiện trên video. Đây nè các bạn thấy nó rất là đơn giản không? Ở đây người ta làm mẫu cho mình luôn nha. youtube.com và xuyệt là chữ C rồi xuyệt là Phương Văn Official. Mình lấy bao nhiêu thì thôi. Ở đây nó có hai cái sự lựa chọn nha các bạn. Một là tùy chọn để xem cách của bạn xuất hiện trên YouTube. Ở đây có hai cái đề xuất cho mình. Chỗ này thì Phương Văn Official, cái lúc đầu là mình lấy cái địa chỉ để mình đặt cho cái kênh mình đó các bạn. Thứ hai là mình bấm vô đây là Phương Văn Official, nhưng mà cái hậu đằng sau nữa các bạn, có nghĩa là phía sau đó nó có thêm ký tự gì không. Nếu mình thêm thì mình bấm vô đây, còn mình không có thêm thì thôi. Các bạn ơi, ở đây là mình được ở một lần thôi nha các bạn. Ở đây là nếu mà mình thay đổi cái URL của mình á là không được. Bây giờ ở đây là mình chỉ sử dụng cho cái kênh mình, giống như là mình nói ví dụ như là URL đó là cái địa chỉ của kênh mình mà người khác không có thể nào mà trùng lắp được. Ví dụ như chứng minh thư của mỗi người vậy đó các bạn, hoặc là passport của mỗi người gì đó, mỗi người có một cái địa chỉ đó, không thể nào mà ai thay đổi được và cũng không ai mà lấy được của mình, và mình cũng nó cấm mọi hình thức là buôn bán luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình bấm vào đây nha, bây giờ mình quyết định nha các bạn. Bây giờ mình quyết định mình lấy đơn giản thôi. Bây giờ như vậy nè, nó thể hiện nè. Rồi bây giờ mình bấm nút thay đổi là mình đồng ý luôn rồi đó các bạn. Và từ đây về sau ở trên kênh của mình nó sẽ xuất hiện giống như vậy nha các bạn. Nó không xuất hiện dài dòng như hiện tại nữa. Rồi nó không có xuất hiện dài dòng giống như vậy nữa ha các bạn. Bây giờ nếu như mà bây giờ mình bấm vào mình ok một cái là nó sẽ lấy cái địa chỉ của cái kênh mình, các bạn thấy không? Đây là rất là ngắn gọn ha. Đó. Những ai mà làm kênh rồi đạt tới tiêu chuẩn thì tôi rất là mong để lấy URL sau này, còn mình liên quan tới cái vấn đề mà khi mình bật kiếm tiền nữa các bạn ơi. Google AdSense á, như vậy thì khi mình làm URL sẵn nha. Rồi bây giờ ở đây là mình quyết định nha các bạn. Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng URL tùy chỉnh. Nếu như mà bạn không có bấm vào đây là tức là tôi đã đọc. Nếu như bạn không có bấm vào cái ô này tôi đã đọc thì có lẽ là coi nó báo gì nha các bạn. Mình bấm nha. Ok. Để nhận URL tùy chỉnh bạn phải đồng ý với điều khoản dịch vụ. Ok. Nếu như bạn không bấm vào đây thì nó không có đồng ý. Bây giờ mình bấm vào đây rồi mình quyết định luôn nha các bạn. Mình quyết định luôn là mình lấy cái địa chỉ kênh của mình, là các bạn thấy có Phương Văn Official nè. Khi mà mọi người khác là tìm kiếm rất là dễ ha. Và tất cả những kênh lớn anh chị đã đi qua rồi, còn bây giờ mà tụi mình là mới với nhau, ví dụ như các bạn cũng là kênh mới, mình cũng kênh mới, cho nên mình chia sẻ nhỏ nhỏ này. Nếu mà ai đạt đủ điều kiện rồi sẽ làm cái này nha các bạn. Rồi bây giờ mình bấm thay đổi nè. Rồi bây giờ mình bấm vào xác nhận lựa chọn, mình bấm luôn nha các bạn, bấm không thay đổi nữa đó. Bây giờ nó đang chạy rồi, đang hoạt động. Ok rồi, mọi thứ đã đơn đó. Rồi mọi thứ đã đinh ha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ sau khi mình xác định được cái URL của mình rồi các bạn quan sát các bạn thấy nha. Trước khi mà cái URL chưa xác định thì đây nó dài nè các bạn thấy không? Cái địa chỉ của cái kênh của mình nó rất là dài. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại sau khi mà mình xác định cái URL xem coi nó có đã thay đổi chưa. Các bạn cũng bấm vào cái biểu tượng kênh ha. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào y hồi nãy đó. Sau khi mình lưu rồi là chắc có lẽ nó thay đổi rồi các bạn ơi. Xem cài đặt nâng cao ha. Rồi các bạn sẽ lăn chuột xuống, wow cái này nó thay đổi rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình bấm vào đây để mình chuyển tiếp tục theo cái kênh của mình luôn ha. Bấm vào đây để qua kênh luôn, bấm vào đây. Rồi xuất hiện rồi các bạn ơi. Đây nè, các bạn quan sát các bạn thấy không? Bây giờ cái không còn cái địa chỉ dài nữa mà là cái địa chỉ nó rất là ngắn. Đó, ở trong đây có là Phương Văn Official thì các bạn thấy không? Đó, nó rất là ngắn. Đó, như vậy cái kênh này người ta tìm kiếm nó sẽ dễ dàng hơn. Ok. Khi mình làm đến đây là mình đăng rồi đó các bạn. Mình rất là mừng và thành công nha các bạn. Mình cũng chúc các bạn thành công như mình như vậy. Hy vọng các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh của mình để các bạn cập nhật được những video mới tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công nha các bạn.